Trong những ngày vừa qua, rất nhiều người dân tại một số quận huyện ở Hà Nội đã đi làm căn cước công dân có gắn chip. Lực lượng công an đã phải làm việc hết công suất, thậm chí là phải làm việc xuyên đêm để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, từ đầu năm tới nay, bộ phận cấp căn cước công dân mới làm việc theo 3 ca. 2 ca trong giờ hành chính và 1 ca ngoài giờ. Thủ tục mất nhiều thời gian nhất đó là lấy vân tay và chụp ảnh để lưu hồ sơ. Còn lại các thông tin cá nhân hầu hết đã có từ trước. Theo quy định, người từ đủ 14 tuổi trở lên thì được cấp căn cước công dân và được cấp đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.